Xin chào anh chị đang xem video của trại chó bên em nhé. Bên em là trại chó Malinois Bét Bỉ. Bên em chuyên cung cấp các dòng chó Malinois Bét Bỉ, dòng chó huấn luyện từ 2 tháng đến hơn 1 tuổi. Em cái trên màn hình này, em cái hơn 1 tuổi, sinh sản một lứa, trạng 28 đến 30 cân. Em này hơi gầy, vẫn hơi gầy, vẫn hơi thiếu thịt nhé. Anh chị em nào mà mua sinh sản thì inbox alo em nhé. Anh chị em nào vào kênh mới xem thì cho em xin một lượt đăng ký kênh nhé, để những video em đăng lên anh chị sẽ nhận được đầu tiên nhé. Em cái này, em cái đu lông, bố nhập mẹ VK. Chó bên em là bán để được tiêm 2 mũi tẩy giun đầy đủ rồi. Bên em bảo hành cho anh chị 7 ngày, Carrier Bravo, hỗ trợ anh chị chăm sóc, tư vấn cho anh chị chọn đời 24/24 nhé. Bên em nhận ship toàn quốc nhé. Những anh em nào đang trong vùng dịch thì em đợi hết dịch em ship nhé. Còn đâu nếu mà anh em nào từ Sài Gòn hất lại, em từ Sài Gòn em bắt đầu em ship được vào đến quốc lộ 1A rồi nhé. Anh chị em nào mua từ quốc lộ 1A hất lại là em ship được nhé. Anh chị em gần thì ra quốc lộ 1A lấy hộ em nhé. Còn anh chị em nào mà trong vùng không có dịch muốn mua thì anh chị alo em. Em sẽ gửi xe khách hoặc là xe tải cho anh chị. Đây là 3 em cái. Cái bên em, cái đu đông bên em bán dao động từ 7 triệu đến 8 triệu một con. Màu gì em có, hôm nay em sẽ quay video tổng thể một vòng cho anh chị xem trại chó bên em bán những dòng gì, màu gì nhé. Đây là 3 em cái đu đông, bố nhập mẹ VK. Em này là em cái đỏ đen nhá. Em này có ức trắng rất đẹp nhá. Ức trắng rất dài đẹp nhá. Em này hiện tại em bán là 5,5 triệu nhá. Anh chị em nào muốn làm giấy thì em hỗ trợ làm giấy nhá. Giấy bên em là giấy VK nhá, chip chiếc đầy đủ nhá. Em này có yếm trắng rất đẹp. Từ 8 đến 10 cân rồi. Em này là em đực. Em đực này màu lưu lông nhá. Em đực này cũng tầm 10 cân rồi. Em này bố nhập mẹ VK. Em đang bán 6 triệu không giấy, 7 triệu còn giấy nhá. Em này em đực đỏ đen. Em đực đỏ đen này em bán 4,5 triệu nhá. Anh chị có thắc mắc gì thì anh chị alo em, số điện thoại của em ở trên điện thoại trên màn hình nhá. Kênh YouTube này em làm thì mong anh chị cho em một lượt đăng ký để em có tương tác, em làm nhiều video tiếp theo nhá. 3 em cái này em nhận cọc rồi. Đang đợi xe để chuyển.